Rồi, xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio. Và trong clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu đến tất cả người chơi một đôi loa đáng chơi nhất của hãng Yensen, cũng như là đôi loa mà được yêu thích nhất trong clip loa mà Khôi đã lên sóng chiều hôm nay. Cặp loa Yensen Professional Monitor B, một trong những cặp loa hiếm của hãng này. Rồi, anh em có nhu cầu mà thích nghe bolero, nghe nhạc vàng có bát, cũng như muốn nghe được cái chất âm chuẩn của dòng kiếm âm thì cùng xem clip ngày hôm nay. Và đặc biệt đang Lê Khôi Audio đang có chương trình là giảm giá nhiều mặt hàng, thu hồi vốn, nên đây là một trong cái thời điểm vàng để mua sắm nhé. Rồi, đây cái cặp e căng của nó này, e căng zin nhá, e căng zin. Cái này e căng zin đi chứ, e căng bình thường thì không làm được cái này đâu, cái này là nhựa ha, nhựa. Đấy, còn Lego để đủ ha. Rồi, ok, cái e căng không bỏ ra ngoài rất là đẹp nha. Đấy, đầy đủ e căng tem đầy đủ. Rồi, về cặp loa đây. Đầu tiên là thiết kế cái phiên bản này, đó là thùng gỗ lim anh em nha, rất đẹp luôn, rất đẹp. Có mấy cái vết bẩn ấy còn chưa lau này. Đó, thùng cực kỳ đẹp, bóng, sang trọng luôn này. Thùng gỗ lim này nó hơi bóng anh em nha, nó không phải là sơn mài, nó hơi bóng. Rất là giá trị. Về thiết kế này, 4 loa, tất cả là có 5 loa trên một thùng, nó là 3 quay nhưng mà 5 loa một thùng. Có một cái loa chép giấy phía sau. Thì một bát 3 tấc này, một trung trầm 16 này, một trung đôm và một chép đôm. Anh em lưu ý đây là trung đôm ha, chép đôm. Nên là nghe lời, nghe mic rất là hay. Hai cốt chỉnh 150W 8 ohm ha. Đồ nhảy 95dB. Rất là tuyệt vời để Khôi ghép nhanh nhật hoàng. Đây, Khôi đánh với một cái âm ly của Sony thôi, nhưng mà đủ ra chất rồi nè. Đấy, cặp loa này tuyệt vời ha. Không có gì để chê về nó nữa. Những ai mà yêu thích chất âm ngọt ngào của Yensen thì chắc chắn cặp này sẽ làm anh em hài lòng. Cũng như là về cái mức giá đang rẻ hơn thị trường từ 4 tới 5 triệu anh em nhé. Khôi đang có cái chương trình thu hồi vốn, cũng như là đang chuẩn bị nhập hàng về tháng 10 rất là nhiều, nên cần vốn nên Khôi sẽ giải phóng nha. Rồi, thì Khôi đây Khôi đánh với cái bầu, cái này là bầu rê báo Sony này, 3200F này, và cái rê là 2244 ha. Đấy, thì bầu này có mấy triệu thôi nha, chưa tới chục triệu bạc đâu mà đánh ra được cặp loa này, chứng tỏ là cặp loa nó hay chứ không phải là âm ly hay. Âm ly Sony chưa bao giờ nó nổi tiếng này. Đó, nên là mình ghép với cái gì nó rẻ nhất, bình dân nhất để cho anh em cùng nghe, để mình hiểu hơn về nó cũng như yên tâm mua hàng nha. Rồi, ok, quên quay cái đít cho em cùng xem luôn. Đây, cái loa đít này rất đẹp ha, rất đẹp. Đó, một cái loa chép giấy phía sau, cọc loa dưới này, đây này nè. Mỗi cái cổ loa đều có cái số series, và Khôi khẳng định với em thêm một lần nữa là Khôi bán hàng không qua tay nha. Đó, nên là nhiều khi anh em so sánh trên thị trường nhưng mà không tìm hiểu nguồn gốc. Nếu cặp loa này có ảnh bài ảnh gốc thì chứng tỏ nó là hàng bãi, còn nếu mà nó không có thì chắc chắn rồi là hàng dùng rồi spa lại nhé. Còn Khôi là không bao giờ bán hàng đó, anh em yên tâm để mua hàng. Ok, rồi, cái mức giá cho cặp loa này dịp cuối tuần này rất rẻ luôn, bất ngờ luôn đây. Anh em cùng nghe thử chất âm rồi sau đó mình sẽ xem giá cuối clip nha. Đây, Khôi sẽ đánh một bản quen thuộc mà mình thường hay nghe nha. Đây, con âm ly nó còn rụt rè tại vì mình chưa bút ngóc ra để mình vệ sinh chiếc đáp anh em. Đây, chưa đổ bên nẻo mùa màng.
Sony hay đâu, thật sự nó như vậy. Thì anh em thích trải nghiệm với bộ Sony này thì khỏi bán rẻ nên chơi nhé, không thì coi để trưng bày thôi, vì nó cũng bao nhiêu tiền, có mấy triệu bạc thôi nha. Rồi còn cặp loa thì giá trị và cái mức giá quá rẻ so với những cái năm trước, rẻ hơn tới 4-5 triệu anh em nha. Và coi báo giá cuối tuần cho anh em chơi là 19.500, thật sự là một cơ hội vàng để mua sắm nha. Rồi về giao dịch thì như thường lệ, anh em mà tin tưởng thì chuyển khoản, còn ship code thì cọc trước cho Khôi 30% và còn lại bộ điện thu hộ. Tuy nhiên là thu hộ thì còn phí thu hộ nha, còn loa thì trước giờ Khôi không bao ship mà chỉ đảm bảo về phần đóng gói để tới nơi anh em an toàn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.